Xin tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ dẫn anh em về cách sử dụng những cái tính năng cơ bản ở cái phần audio ở trong cái Adobe Premiere Pro CC 2020, bao gồm là cái giao diện làm việc của audio này, cách tinh chỉnh các cái đường âm thanh cũng như là cách để anh em có thể sử dụng một số cái hiệu ứng âm thanh cơ bản ở trong cái Adobe Premiere Pro. Thì bây giờ anh em sẽ chuyển đổi cho mình qua cái giao diện audio bằng cách anh em click vào chữ audio ở trên đây cho mình. Đây, anh em click vào thì chúng ta sẽ có một cái giao diện audio riêng. Thì cái giao diện audio này nó sẽ bao gồm những cái panel liên quan đến cái vấn đề âm thanh của chúng ta. Thì anh em có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái panel audio mixer hay gọi là mic nhiều đường. Đây, anh em thấy ở đây chúng ta sẽ có tương ứng với các đường audio 1, 2, 3 và audio 4. Thì đây mình sẽ mở lên cho anh em. Thì đây mình sẽ click lên chạy thử để cho anh em nghe thử. Dành cho người mới bắt đầu là người chưa biết cái gì cả, bắt đầu đi một số không. Tại sao mình lại đấy, anh em thể thấy là khi anh em playback nó thì nó sẽ có hiện xung âm ở trên đây. Thì như anh em thấy là cái đường audio của cái nền nhạc đang rất là to, thì anh em thể chỉnh lại bằng cách là anh em kéo thả cái thanh này. Thì trước tiên là chúng ta phải nghe thử xem là nó to đến mức nào đã nhá. Đây. Thì bây giờ mình sẽ kéo nhỏ cái nhạc này xuống. Thì ở đây mình sẽ kéo volume này xuống hẳn trừ 10 chẳng hạn, như anh em thấy ở đây. Và cái đường tiếng này của chúng ta này nó đang hơi bé, thì anh em có thể kéo đẩy nó lên. Anh em có thể đẩy nó lên tận 9 chẳng hạn. Xong bây giờ chúng ta xem thử là nó sẽ giải đáp cũng như là giúp đỡ cho anh em trong cái việc là lần đầu tiên tiếp cận với cái. Đấy, thì anh em thấy là lúc này đây thì cái đường tiếng của chúng ta nó đã to hơn so với cái đường âm nhạc ở dưới rồi. Thì đây là cái tính năng chính mà cái audio mixer này sẽ giúp cho anh em dùng nó tiện hơn. Còn nếu như anh em không thích và anh em muốn reset lại về ban đầu thì anh em chỉ việc click ở dưới này này. Đây, anh em cho nó về không thôi. Đây, anh em cho nó về không thì nó sẽ lại về trạng thái như ban đầu. Thì cái này nó giúp cho anh em có thể xử lý được nhiều đường âm cùng một lúc. Đây, ở đây có đến 4, anh em tạo càng nhiều đường âm thì nó hiển thị ở đây càng nhiều. Thì đấy là cách cơ bản để anh em có thể chỉnh âm bằng cái audio clip mixer ở cái khu vực này. Ngoài ra thì ở bên cái giao diện ở phía bên phải đây, anh em để ý cho mình một cái gọi là Extension. Đây là cái tính năng cập nhật ở trong những phiên bản Adobe Premiere Pro CC. Thì chúng ta sẽ có nguyên một cái mục ở đây. Đây, anh em click vào đây. Chúng ta sẽ có một cái mục được gọi là Music này, ở phía bên này này. Đây, như anh em thấy ở đây. Đấy, chặn mình sẽ clear nó đi cho anh em nhìn. Thì anh em click vào đây, anh em sẽ thấy chúng ta có Dialog này, tức là hội thoại này. Music là âm nhạc, SFX là sound FX. Và ở đây có một cái Ambient. Đấy, Ambient ở đây cho cái tùy chọn. Thì ở đây mình sẽ chỉ tập trung nói cho anh em về cái phần dialog thôi và phần một số các cái cơ bản. Còn đâu anh em thể tìm hiểu thêm và tìm hiểu sâu hơn ở những cái series nâng cao về sau của mình. Vì ở đây mình làm series cơ bản. Thì cái dialog này nó có tác dụng gì? Nó sẽ giúp cho anh em tùy chỉnh cái giọng nói của anh em sao cho nó tốt nhất và nó khử noise. Thì chẳng hạn đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái preset sẵn có ở đây. Chẳng hạn thì nếu anh em nào mà không nắm được nhiều thứ, anh em muốn dùng mặc định thì anh em sẽ tùy theo những cái tính năng ở đây để anh em có thể lựa chọn. Đấy, thì mình có để cái phần phiên dịch ở ngay bên cạnh đây cho anh em để anh em có thể hiểu được tất cả những cái tính năng này nó tương ứng với những cái gì. Đấy, mình có dịch ra tiếng Việt cho anh em dễ dùng luôn. Ở đây chẳng hạn mình sẽ chọn cái là cân bằng, giọng nói cân bằng chẳng hạn. Sau đấy thì mình sẽ thả cái này xuống. Đấy, sau đấy anh em ấn vào đây Automatic này, anh em ấn vào Automatic này thì nó sẽ tự động xử lý cái file âm thanh này của anh em luôn. Đây, anh em sẽ nghe thử. Việc gọi là biên tập và dựng video ở trên cái phần mềm Adobe Premiere, những cái mình sẽ cho bé thì cầm cái tiếng này lại nhé. Thắc mắc những cái câu hỏi cơ bản mà mình nghĩ rằng là anh em sẽ đấy, hoặc không nếu anh không muốn anh em có thể reset ở đây thì nó sẽ không áp cái hiệu ứng này vào. Và anh em có thể ấn Clear Audio Tip ở đây để xóa tất cả đi và vào lại. Đấy, anh em thấy không? Đây là cái đường mà chúng ta chưa xử lý và nó sẽ tự căn luôn cho anh em cái độ to của cái âm thanh mà anh em lựa chọn, nó sẽ căn luôn cho anh em. Đấy, anh em thấy này, nó sẽ căn để không vỡ tiếng luôn. Thì đây là một cái tính năng rất là hay và tiện lợi, anh em chỉ việc automatic thôi. Còn đâu thì ở dưới đây chúng ta sẽ có những cái như là repair, thì anh em sẽ có những cái tính năng như là khử noise này, tạo rumble này, dehum này, DS này, reduce reverse này. Dưới đây thì chúng ta sẽ có thêm những mục như là clarity này, tăng độ sắc nét này, đây, EQ này, hay là tăng cái khả năng gọi là hỗ trợ tiếng nói đầm hơn dành cho nam giới và phụ nữ, và một số cái tính năng creative đây như là làm các hiệu ứng.
liên quan. Thế anh em có thể thử ở đây, mình có anh em có thể thử trong cái quá trình anh em mà thử thì nó, bởi vì nó có rất là nhiều nên là mình cũng không nói hết cho anh em được. Đấy, anh em có thể thử nghiệm từng cái một. Và ở dưới cùng thì chúng ta sẽ có cái tính năng gọi là chỉnh âm lượng ở đây rồi. Đây, chỉnh âm lượng volume ở đây. Đấy, anh em có thể thấy chỉnh âm lượng đây rồi. Thì cái này anh em có thể tự chỉnh thôi, mình không cần phải nói quá nhiều ở trong cái phần này. Sau đấy thì ở phía bên ngoài này chúng ta sẽ có một cái nữa gọi là music. Thì ở đây anh em có thể tinh chỉnh cái music của anh em, chẳng hạn anh em muốn chèn nhạc gì hay là cân bằng background music chẳng hạn. Ở đây chẳng hạn, đây mình để default nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử cân bằng cái đường âm này, music ở đường âm này chẳng hạn. Đây mình vào music đây, thì mình sẽ chọn anh em là balance background music này. Đấy, xong mình vào lúc nét này, mình nhận auto max cho anh em. Đây, anh em thấy không, nó sẽ tự động hạ cái đường âm xuống làm sao cho nó phù hợp với cái độ lớn của cái đường âm ở trên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thử. Đấy, tức là nó sẽ tự động tính toán và tùy chọn cho chúng ta là cái đường âm nền nhạc ấy, để nó nên to như thế nào. Thì cái tính năng này rất là hay, có thể tùy biến được rất là nhiều thứ, anh em có thể reset lại ở đây. Ngoài ra chúng ta có thể chọn độ dài của duration của cái đoạn nhạc này. Ngoài ra anh em có thể thêm vào đây những cái ducking đây, ở đây chẳng hạn, những cái hệ thống hiệu ứng khác nhau, rất là nhiều thứ như là sensitive này, hay là rất nhiều thứ ở đây anh em có thể thêm vào đây được trong cái quá trình anh em sử dụng, nó rất là nhiều. Đây mình sẽ clear đi. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái các hiệu ứng như là Sun FX, tức là các hiệu ứng ở đây anh em có thể tùy chọn để nghe thử các thứ của nó, rất là nhiều. Đấy, ngoài ra chúng ta có ambient đấy nữa. Thì đấy là cái cách để anh em có thể sử dụng cái mục gọi là extension Sun. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng nữa ở đây, đó là anh em có thể đây để mình kéo dịch nó ra. Thì anh em có thể gọi là nhìn ở trên hai cái đường video audio của chúng ta ở đây, anh em sẽ thấy một cái thanh ở giữa này này, đây cái thanh nhỏ nhỏ này. Thì cái thanh này nó tương ứng với cái độ to nhỏ của cái đường âm. Chẳng hạn đây, chẳng hạn anh em mong muốn là khi nó vào chẳng hạn ấy, chẳng hạn vào âm đúng không? Đây bây giờ chúng ta nghe như này. Chúng ta muốn cái đường âm của chúng ta nó to dần lên chẳng hạn. Đây chẳng hạn thì mình sẽ phóng to lên á. Đây anh em phóng to lên. Như này. Sau anh em sẽ click cho mình vào cái đường âm này, anh em giữ phím Ctrl nhé. Anh em ấn Ctrl thì sẽ thấy con chuột nó chuyển dấu cộng. Anh em click vào. Đây, click một cái. Anh em click một cái đây. Lấy hai điểm đúng không? Đây, sau anh em kéo cái đường này xuống nữa hả? Đấy, anh em thấy nó hiện chữ gain không? Cái trừ gain không? Đấy. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đây là cái video đầu tiên mình làm để mở đầu cho cái series video mình gửi tới anh em, đó là học cách. Đấy, anh em sẽ thấy được là cái âm của anh em nó sẽ to dần lên và có thể nhỏ dần xuống. Chẳng hạn chúng ta đi một đoạn như này chẳng hạn, xong rồi chúng ta muốn nó đoạn này chúng ta không muốn tiếng nó to chẳng hạn, thì anh em lại Ctrl, anh em click vào đây. Đấy, click tới một điểm nữa, anh em kéo nó xuống. Đây, chúng ta phải lấy một điểm để neo nữa. Đấy, anh em neo nó xuống. Đấy, click thêm điểm nữa để neo. Tức là nguyên tắc là nó neo ấy. Đấy, anh em phải neo nó lại. Đấy, chẳng hạn chúng ta sẽ để cái đoạn này nó bé thôi. Một cái đoạn này nó bé bé. Nó bắt đầu đi từ con số 0. Thì tại sao mình lại đấy, quyết định làm cái video này? Thì cái video này nó sẽ có, anh em sẽ thấy nó lại to lên. Thì đây là cái cách để anh em có thể xử lý cái đường âm ở trong cái Adobe Premiere Pro bằng cách thủ công. Ngoài ra thì chúng ta có thể tinh chỉnh cái độ to nhỏ của âm thanh ở trong Adobe Premiere bằng cách anh em chuột phải với đường audio. Anh em sẽ có một cái mục là audio gain. Thì ở đây anh em có thể tăng giảm bằng cách thêm ở đây, chẳng hạn muốn nó to lên cỡ 10 thì đường âm nó sẽ to lên, cỡ nhỏ đi thì nó sẽ nhỏ đi. Đây là cái cách thủ công mà chúng ta hay làm. Ngoài ra thì anh em sẽ có thêm một cái hệ thống hiệu ứng về âm thanh nữa. Đây, thì mình sẽ vào một effect ở bên này. Anh em sẽ thấy chúng ta có một cái hiệu ứng được gọi là audio effect đây. Rất là nhiều, thì cái này nó rất là nhiều hiệu ứng. Thì anh em sẽ tự tìm hiểu dần thôi. Hoặc thông qua cái tutorial của mình, vì nó rất là nhiều. Còn đâu thì chúng ta sẽ thử nghiệm một cái audio transition ở đây chẳng hạn. Thì đây là những cái mà chúng ta dùng nhiều nhất. Chẳng hạn chúng ta sẽ dùng những cái như là constant power này chẳng hạn, hay extension phase, tức là những cái này là những cái chuyển. Chẳng hạn cái constant power này nó giống như cái tính năng lúc nãy mình có dùng ở đây, tức là nó phóng to lần chẳng hạn, âm to dần. Đây, anh em kéo xuống cái đường âm ở dưới này chẳng hạn, hoặc hạ âm nhỏ dần. Đây, kéo xuống đây. Thì cái cách sử dụng của cái tính năng này thì nó cũng giống như là cách anh em dùng effect ở bên video thôi, nhưng mình hướng dẫn anh em phần dùng effect ấy. Anh em click vào đây thì anh em sẽ có một cái giao diện effect control ở đây. Đấy, thì các thứ nó cũng y hệt thôi, cũng là sử dụng
đặt vị trí chẳng hạn ở giữa hay là ở các điểm độ dài bao nhiêu vân vân, thì nó cũng y hệt như vậy như bên kia. Thì đã, thì anh em có thể ứng dụng vào trong cái quá trình anh em làm cái chuyển âm của anh em, như là kết thúc video chẳng hạn hay các thứ vân vân. Thì như vậy là vừa rồi là mình đã giới thiệu với anh em một số các cái tính năng cơ bản ở trong cái phần xử lý âm thanh ở trên Adobe Premiere Pro CC 2020. Thì hy vọng là cái video này giúp cho anh em nắm bắt được những cái tính năng cơ bản đấy. Và nếu anh em thấy video này có ích thì anh em đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, nhấn biểu tượng chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau.